Giải Ngoại hạng Anh sẽ khởi tranh trong 24 tiếng nữa và tình hình lực lượng của một số ông lớn sẽ là tâm điểm bản tin ngày 16 tháng 8. Bên cạnh đó, nhiều cập nhật nóng hổi về làng tốc cầu cũng sẽ xuất hiện trong clip dưới đây. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Bình luận viên Anh Quân News và chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Camvir Phillips chuyển đến Ipswich Town. The League sẵn sàng ra sân trong cuộc đấu Fulham. Uefa công bố bảng xếp hạng câu lạc bộ. Sau rất nhiều đồn đoán thì cuối cùng tương lai của Camvir Phillips cũng đã được định đoạt. Theo đó, tiền vệ người Anh cập bến câu lạc bộ Ipswich Town theo dạng cho mượn nhưng không kèm điều khoản mua đất. Được biết, để sở hữu chữ ký cầu thủ xứ sương mù, tân binh giải Ngoại hạng Anh đã phải cạnh tranh với vài câu lạc bộ khác nhau trong quá trình thương thảo với Man City. Tuy vậy, khá khó để Camvir Phillips ra sân ngay tuần này trong cuộc đấu với Liverpool, nên các fan Ipswich Town cần kiên nhẫn nếu muốn thấy nhân tố 28 tuổi chơi cho đội bóng mới. Vào đêm nay thì Man United sẽ đụng độ Fulham ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh cùng quyết tâm chiến thắng để giúp các fan quên đi nỗi buồn sau thất bại tại siêu cúp Anh. Theo xác nhận từ huấn luyện viên Erik Ten Hag, hai tân binh The League Mazawi cùng Harry Maguire đều xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hà Lan còn gây chú ý khi tiết lộ muốn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy vậy, EPL sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này và mục tiêu của Quỷ Đỏ không gì khác ngoài tìm kiếm một vị trí cao trên bảng xếp hạng. Với mục tiêu đầu tư cho tương lai thì Manchester City chuẩn bị ký hợp đồng với tiền đạo Divin Mubama từ West Ham. Được biết, Sam Mai 19 tuổi nhận sự quan tâm của một vài câu lạc bộ khác nhưng đã đạt thỏa thuận cá nhân cùng đội chủ sân Etihad. Về phía The Citizen, nhà đương kim vô địch EPL tin rằng nhân tố sinh năm 2004 sẽ phát triển đúng lộ trình và có thể được đem đi cho mượn mùa tới sau khi cập bến Man City. Tất nhiên, phần còn lại của phiên chợ hè vẫn đủ để ông lớn xứ sương mù xuất hiện thêm ở những thương vụ khác nhằm tăng cường lực lượng. Trước khi các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chính thức khởi tranh thì UEFA đã công bố bảng xếp hạng các câu lạc bộ. Ở vị trí đầu tiên là Man City, trong khi Real Madrid xếp ngay dưới ông lớn EPL. Bên cạnh đó, Bayern Munich, Liverpool cùng AS Roma là những đại diện còn lại trong top 5. Tất nhiên, không phải ông lớn nào cũng sở hữu một thứ hạng cao và họ có thể cải thiện vị trí bằng cách chơi tốt trong mùa giải mới. Không huấn luyện viên nào có số chức vô địch Champions League sánh bằng Carlo Ancelotti và sự vĩ đại của chiến lược gia người Ý lại tiếp tục tăng thêm sau chiến thắng trước Atalanta rạng sáng thứ Năm. Cụ thể, với 6 lần lên ngôi siêu cúp châu Âu, ông thầy 65 tuổi đang độc chiếm danh xưng huấn luyện viên có nhiều danh hiệu nhất tại đấu trường vừa nêu. Quả thật là một thành tích đáng tự hào và thuyền trưởng kênh trắng đã gửi thông điệp mạnh mẽ đến các cổ động viên bằng bài đăng: "Chúng tôi đã có khởi đầu tốt đẹp cùng một danh hiệu nữa với Real Madrid. Tất cả là nhờ những cầu thủ tuyệt vời này, Hala Madrid." Chấn thương đã khiến Frenkie De Jong bỏ lỡ Euro 2024 và ngôi sao người Hà Lan cũng khó ra sân cho Barcelona ở giai đoạn đầu mùa giải. Theo cập nhật mới nhất, cầu thủ 27 tuổi chỉ có thể trở lại sớm nhất sau quãng nghỉ thi đấu quốc tế vào tháng 9. Do vậy, huấn luyện viên Hansi Flick cần tìm phương án thay thế thích hợp trong bối cảnh nhận không ít sức ép tại đội bóng mới. Các vấn đề ngoài sân cỏ đã khiến Sandro Tonali bị cấm thi đấu một thời gian dài. Thế nhưng cơn ác mộng của ngôi sao người Ý cùng câu lạc bộ chủ quản Newcastle sẽ chấm dứt vào cuối tháng này. Theo cập nhật từ Trích Chòe, cầu thủ sinh năm 2000 được phép tái xuất từ ngày 28 tháng 8. Nếu dựa trên lịch thi đấu của đội bóng vùng Đông Bắc, Tonali có thể ra sân trong cuộc đại chiến với Tottenham vào ngày 1 tháng 9. Dẫu vậy, vấn đề phong độ ngôi sao xứ Bì Ống sau thời gian ngồi ngoài vẫn đang là điểm cần huấn luyện viên Eddie Howe cân nhắc thêm. 4 mùa giải gắn bó cùng trên dưới 180 lần ra sân trên mọi đấu trường là những minh chứng cho sự đóng góp của Ruben Dias tại Manchester City. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi The Citizen đang muốn gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Bồ Đào Nha đến năm 2030. Ở chiều ngược lại, tuyển thủ Seleção châu Âu không xuất hiện trong các tin đồn về việc muốn rời khỏi sân Etihad. Do vậy, hai bên khả năng cao không mất nhiều thời gian để thống nhất xong các điều khoản với bản giao kèo mới. Không lâu sau khi khẩu lệnh Here We Go vang lên thì LA Galaxy đã chính thức công bố tân binh đình đám Marco Reus. Được biết, các bên ký với nhau bản thỏa thuận kéo dài 2 năm rưỡi đến hết mùa giải MLS 2026. Do vậy, cựu sao Dortmund sẽ chính thức rời châu Âu để bắt đầu cuộc hành trình mới tại xứ sở cờ hòa. Là tân binh nhận nhiều kỳ vọng của Barcelona và Dani Olmo đã có phát biểu rất đáng chú ý với nội dung: "Tôi không thích thua cuộc và điều tương tự cũng xảy ra ở Barcelona. Tôi có những lựa chọn khác nhưng chưa bao giờ nghi ngờ việc gia nhập sân Camp Nou. Chúng tôi phải bình tĩnh. Câu lạc bộ là một tập thể đã giành được các danh hiệu trong nhiều năm và đội bóng luôn hướng đến chiến thắng. Ngoài ý nghĩa về mặt thành tích thì chức vô địch siêu cúp châu Âu còn giúp Real Madrid hưởng lợi trên khía cạnh tài chính. Cụ thể, 4,5 triệu euro sẽ được chuyển vào tài khoản kênh trắng sau chiến thắng trước Atalanta. Điều này giúp tình hình sổ sách vốn đã rất tốt của Los Blancos được cải thiện thêm trước khi ra sân ở những đấu trường khác. Hình ảnh cầu thủ Yves Bissouma hút bóng cười đang được lan truyền trên mạng và Tottenham vừa đưa ra hình phạt chính thức. Cụ thể, huấn luyện viên Ange Postecoglou xác nhận cậu trò bị loại khỏi cuộc đấu với Leicester ở vòng 1 EPL. Dù khẳng định cả đội vẫn luôn cởi mở với Yves Bissouma, nhưng thuyền trưởng gà trống vẫn đề nghị cầu thủ 27 tuổi xây dựng lại niềm tin với các đồng đội cũng như ban huấn luyện. Rõ ràng nhân tố sinh năm 96 cần rút ra bài học sau sự vụ vừa rồi để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vụ việc cha của Lamine Yamal bị tấn công bằng dao đã khiến các cổ viên cực kỳ lo lắng. Hiện tại tình hình đã được kiểm soát và ông Munir Yamal vừa gửi đi thông điệp cảm ơn những người đã nhắn tin hỏi thăm mình. Bên cạnh đó, cao thủ Barcelona cũng thể hiện sự ủng hộ Yamal trong buổi tập gần nhất bằng những chiếc ôm thật chặt và nhiều lời động viên. Không còn dừng lại mức ý tưởng thì La Liga đang dự định tổ chức các trận đấu bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha. Cụ thể, đại chiến giữa Barcelona và Atletico Madrid được lên kế hoạch diễn ra tại Mỹ vào tháng 12 năm nay. Địa điểm được chọn là sân vận động Hard Rock ở Miami. Chắc chắn đây là sự kiện thu hút sự chú ý khổng lồ của các fan bóng đá xứ cờ hòa. Bên cạnh đó, hai câu lạc bộ tham dự trận cầu trên cũng như ban tổ chức giải khả năng cao cũng nhận lại các khoản lợi về mặt kinh tế. Việc Chelsea mua sắm hàng loạt tân binh là câu chuyện được nói đến rất nhiều trên truyền thông thời gian qua. Thậm chí cánh phóng viên còn hỏi rằng CEO Richard Master của Premier League về chủ đề trên, nhưng vị quản lý quyền lực chỉ thận trọng trả lời: trách nhiệm thuộc về câu lạc bộ, họ biết giới hạn chi tiêu và phải tuân thủ chúng. Chúng tôi không thể ra lệnh rằng các đội bóng có thể ký hợp đồng với từng cầu thủ hay không. Tất cả các câu lạc bộ đều hiểu cách thức hoạt động của quy tắc tài chính và trách nhiệm quản lý thuộc về họ. Liên đoàn chỉ thực thi các quy tắc nếu cần thiết. Tiền đạo Ivan Toney của Brentford vẫn chưa đạt được thỏa thuận với bất kỳ ông lớn nào của giải Ngoại hạng Anh. Do vậy, chân sút người Anh hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện chuyển sang Tây Á thi đấu để hưởng mức đãi ngộ béo bở. Hiện tại, câu lạc bộ Al Ahly của Saudi Pro League sẵn sàng trả cho tuyển thủ Tam Sư số tiền lên đến 18 triệu euro mỗi mùa và con số trên vượt xa những gì Toney đang nhận ở châu Âu. Do vậy, cầu thủ xứ Sương Mù hoàn toàn có thể cân nhắc việc chuyển đến Trung Đông thi đấu thay vì tiếp tục đợi chờ cơ hội gia nhập Big Six. Như vậy là chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý trong 24 tiếng qua. Vào đêm nay thì Man United sẽ ra sân ở vòng 1 EPL và kết quả thi đấu của Quỷ Đỏ cùng nhiều cập nhật khác sẽ liên tục xuất hiện trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem, còn giờ thì xin chào và chúc mọi người một ngày có nhiều điều hạnh phúc.